Cuộc sống thực tế xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết để anh em xem con quay Thái 110 đời 99 ha. Thì xe này là nói chung là còn zin nhiều lắm, đồ zin nhiều lắm nha anh em. Thì xe này mình cũng đang rao bán với cái giá là 21.500. Thì cũng vừa túi tiền anh em chơi. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết để anh em xem tham khảo cái giá ha. Xe này là áo zin sơn lại ha. Áo zin sơn lại, có sao mà nói vậy nha. Chá đèn, chá nhan, chá đèn, chá nhan zin theo xe nha anh em. Nè. Anh em thấy không? Có ký hiệu nè. Zin theo xe. Zin theo xe nè, nó có tớp này nè mấy bạn. Nè. Thấy chữ tớp không? Thấy không? Chữ tớp zin theo xe ha. Đó là dàn trên đây là zin theo xe. Chá đèn, chá nhan zin theo xe. Rồi xuống tới phần dưới đi ha. Phuộc zin theo xe, sơn zin ha, có dặm một chút xíu ở đây. Má đùm zin theo xe, sơn zin chưa dặm ha. Má thắng má đùm là zin theo xe. Tay rồi là ốc tán xanh lè ha, cầm zin theo xe, niền zin theo xe nha mấy bạn. Là nó xuống xanh nè mấy bạn thấy nè. Mấy bạn thấy không? Nó xuống giống như là màu chì luôn nha mấy bạn, không có phải là sét đâu nha mấy bạn. Nó xuống xanh chì luôn. Thì anh em xuống đây coi xe thì sẽ rõ ha. Niền thì Gia Gosin nè. Gia Gosin là zin theo xe nha, không phải niền mới bây giờ nha mấy bạn. Thôi mình nó hơi mờ, anh em thông cảm ha. Thì anh em nhìn thấy chữ Giam Gosin ha. Câm đùm nền là zin theo xe, nước sơn zin theo xe, chưa dặm túc nha. Thì phuộc zin theo xe, bạc, đồ bạc này cũng zin theo xe luôn mà có dặm sơ một chỗ hai chỗ nha các bạn. Rồi mình xuống mình sẽ nói với phần lái ha. Tại vì mình chưa có bắt bẩn mấy bạn. Mình chưa bắt bẩn thì mình rửa là nói chung là rửa cũng sạch sẽ hết rồi đó mấy bạn. Mình chưa có bắt bẩn. Mình không có bắt bẩn để mình quay anh em xem rõ hơn. Thì xe này là đầu lòng nồi. Để mình nói với bạn nghe, đầu lòng nồi. Thì xe này là chưa gớt hết. Chỉ gớt cái đầu ra nha mấy bạn. Gớt cái đầu ra là sấy xuống bắp lại. Thì hồi sáng này mình có gớt cái đầu ra. Thì mình chiếc xe này nó gớt đầu rồi thì cái đó là mình không quan trọng, thì mình rút cái đầu ra để mình coi lại. Mình thấy ở ngoài thì dấu ở ngoài là chưa gớt lòng rồi đó, mà mình gớt cái đầu ra mình coi lại để mình khẳng định, để mình bao anh em ha, khẳng định là cái lòng còn zin theo xe ở tăng đa ha. Đó là mình khẳng định. Này mình quay cho anh em xem đó, là mình gớt ra. Thì nồi thì chưa gớt ha, chỉ có gớt đầu thôi. Qua lăng mâm lửa thì bảy màu luôn nha anh em. Hỏi nè, nước sơn zin nè, đẹp ghê anh em. Sơn ở đây là zin nha, còn ở khúc ở trên đây nè, mấy bạn thấy nó hơi lợt xíu không? Là khúc này là dặm ha. Áo zin theo xe sơn lại. Gấp đồ zin nha mấy bạn. Phuộc ti đồ zin nè. Thấy không? Chân phuộc đồ zin hết nha. Bánh sau còn zin luôn nha mấy bạn. Hôm qua về á, thằng em mình không biết nó chạy, nó để cái chân lên cái thắng đó mấy bạn. Rồi nó chạy từ ở quận 6 về đây, từ cái khúc mà bến xe miền Tây mấy bạn, cái khúc mà ngay chỗ gần cao tốc mấy bạn, nó gọi là ngay khúc đó là mình kêu là nói chung là gần tới đường cao tốc á ha. Từ đó mà chạy về ngay chỗ Nguyễn Linh, đầu đường Nguyễn Linh á, nói chung là đầu đường Nguyễn Linh á, ngay chỗ Bình Chánh đó mấy bạn. Thì chạy về đây, chạy về đây là nó để cái chân sau nó thắng luôn cơ, cháy luôn cái đùm mấy bạn. Không, cháy luôn cái đùm. Thì đùm căm đồ mấy bạn nhìn nè, zin thì nó cái hàng của Thái mấy bạn biết rồi, đi là không bao giờ nó xét nha. Nó xuống cái chân căm mà xanh như chì luôn nè mấy bạn, nhìn rất là đẹp nha. Rồi mình qua tới bên đây ha. Yên là zin theo xe nha, bọc mới ha. Thì bô này là bô zin theo xe 1985 anh em. Thì anh em cũng thấy nè. Thì bô 1985 là zin theo xe nha.
Thì đời này là đời 99 á, gắt chân ngắn nha các bạn. Chỉ có đời cao đời 2000 hay 2001 đồ á thì nó gắt chân dài ha. Tem Thái vẫn còn nha các bạn. Nè, đây là cái nồi chưa gắt, các bạn thấy không? Ốc màu tán đâu đẹp nha. Xanh lè ha. Của đời đầu zin theo xe còn tem vàng nha các bạn. IC Win Sườn tất cả là còn zin theo xe hết nha các bạn. IC đồ mô pin sườn rồi zin theo xe hết nha anh em. Thì có sao thì mình nói vậy thôi. Thì xe đầy. Thì cái giá đó anh em cũng vừa túi tiền em chơi. Thì nó cũng xe nó cũng còn mới lắm chứ cũng đã dọn sơ sơ rồi chứ không có cũ lắm đâu anh em, về chơi còn anh em nào thích dọn mới nữa thì dọn tiếp, dọn dàn chân nữa tại áo nó còn mới à, chỉ còn dàn chân nó hơi được thôi chứ không có nói tính nổi mà xấu. Thấy mấy bạn thấy tôi giữa không, giữa mà cái cũ đời nó còn xanh lè luôn nha bạn, cũ đời nè, cũ đời zin theo xe nè, xanh lét luôn ha. Ốc tán không xét nha anh em, toàn bộ là xanh lè hết, nó đồ thái nó ngộ vậy đó mấy bạn. Đó, anh em quay một vòng sơ cho anh em coi xem ha. Bẩn biết đồ đầy đủ nha các bạn, bẩn đồ đầy đủ mà tại mình phải hết để chống gì để cho anh em xem ha. Để mình đi 2 3 ngày nữa cái mình để siêu mô mình chà cho cái đầu nó xuống nó đẹp lại đều lên mấy bạn. Nè, cầm zin theo xe nha anh em thấy không, cầm zin theo xe, đồng hồ zin theo xe còn đẹp nha. À, anh em thấy không? Còn zin theo xe ha. Yếm rồi là còn zin theo xe hết nha anh em. Cần số là còn zin theo xe nha, mình đang giữa nha. Này anh em thấy nè. Giò đạp zin theo xe còn đẹp mà. Anh em thấy không? Chưa xi nha anh em, giò đạp này là chưa xi nha, còn zin phiên bản nha, con ốc nồi bạn các bạn thấy không, còn đẹp ghê không, chưa có một dấu chỉnh luôn, thì cái nồi này nó hơi ẹ chút xíu, để lát tôi chỉnh là cho nó ngọt ngọt cái, chỉnh ốc thôi, chỉnh ra mà da cho nó ngọt lên. Bình xăng nè mấy bạn. À, bình xăng zin theo xe. Thì giờ mình nổ máy, anh em nghe máy ha. Anh em nghe máy không? Máy rất là im nha nè. Thì cái dòng 110 mà anh em cũng biết rồi, đúng đúng xe Thái nhập là im dữ lắm. Chừng nào mà xe giặt mình mới dọn nha anh em, còn dù xe này không có giặt mà mình để zin vậy nha. Đồng hồ còn đẹp nha anh em. Chính 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 cục xe xị nè nó bằng sắt ngay đây nha mấy bạn, từ đời 2001 đời cao thì nó bằng mũ không nha, còn đúng đời 99 nè là nó bằng sắt nè, anh thấy anh em thấy bọc sắt không nè, anh em thấy không, cái cốt này chưa có dấu mở luôn nha anh em, xanh lè luôn nè.
Rồi xong. Rồi anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Để mình có thêm động lực để mình làm nhiều cái video gửi đến anh em xem ha. Rồi chúc anh em một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè ha. Rồi tới nay mình xin kết thúc video tại đây ha. Còn một lát mình để cái dưới đường link á, số điện thoại mình với địa chỉ, anh em nào thích dòng này thì cứ liên hệ trực tiếp mình ha. Thì chắc mình cũng có bớt tiền xăng để anh em vui vẻ vậy mà ha. Để xe này lấy giá cũng hơi cao. Rồi vậy đi ha anh em ha.